Giá cà phê hôm nay mùng 4 tháng 4 đồng loạt tăng, trong nước cán mốc 49.000 đồng mỗi kg, giá cà phê hôm nay mùng 4 tháng 4 trong khoảng 48.600 đến 49.000 đồng mỗi kg. Giá cà phê Arabica tăng mạnh, thêm 3,27% làm lực đẩy giúp Robusta hồi phục 1% so với phiên trước, hiện tượng vắt giá vẫn được duy trì minh chứng cho lo ngại nguồn cung trong ngắn hạn bị thiếu hụt. Tại huyện Di Linh, Lâm Hà, Bảo Lộc Lâm Đồng giá cà phê hôm nay được thu mua với mức 48.600 đồng mỗi kg. Tại huyện Cư Mờ Ga, Đắk Lắc giá cà phê hôm nay ở mức 49.000 đồng mỗi kg. Tại huyện Ea Hát Lèo, Đắk Lắc, Buôn Hồ, Đắk Lắc giá cà phê hôm nay được thu mua cùng mức 48.900 đồng mỗi kg. Tương tự tại tỉnh Đắk Nông. Giá cà phê hôm nay thu mua ở mức 48.900 đồng mỗi kg tại Gia Nghĩa và 48.800 đồng mỗi kg ở Đắc Giờ Lấp. Tại tỉnh Gia Lai, giá cà phê hôm nay ở mức 48.900 đồng mỗi kg, trừ Prong, ở Pleiku và La Grai cùng giá 48.800 đồng mỗi kg. Còn giá cà phê hôm nay tại tỉnh Con Tum được thu mua với mức 48.900 đồng mỗi kg. Thị trường cà phê trong nước tăng trong ngày đầu tuần. Kết thúc phiên giao dịch gần nhất, giá cà phê Robusta tại London giao tháng 5 năm 2023 tăng 23 USD tấn ở mức 2.229 USD mỗi tấn, giao tháng 7 năm 2023 tăng 22 USD tấn ở mức 2.195 USD mỗi tấn. Trong khi đó trên sàn New York, giá cà phê Arabica giao tháng 5 năm 2023 tăng 5,75 cent ở mức 176,25 cent ở giao tháng 7 năm 2023 tăng 5,55 cent ba ở mức 175,2. 15 cent 3, giá cà phê Arabica tăng mạnh, thêm 3,27% làm lực đẩy giúp Robusta hồi phục 1% so với phiên trước. Việc thu hoạch cà phê niên vụ mới tại Brazil tạo nên tâm lý tích cực trên thị trường, từ đó thúc đẩy nhu cầu bán hàng của nông dân, bất chấp việc tỷ giá USD Brazil Rio giảm phiên thứ ba liên tiếp. Tuần trước đó, Lạm phát tại nhiều quốc gia có dấu hiệu cải thiện, hứa hẹn các ngân hàng trung ương sẽ nhẹ tay tại phiên họp chính sách sắp tới giúp thị trường giảm bớt lo ngại rủi ro. Báo cáo tồn kho cà phê trên cả hai sàn vẫn chưa có sự cải thiện nào đáng kể đã hỗ trợ duy trì thị trường giá thấp kéo dài. Dưới đầu cơ nhận thấy lo ngại về nguồn cung đã khiến sàn London gia tăng mua khống robust ta kỳ hạn khi thị trường Sối lại báo cáo của Vocap hay nhận định toàn cầu sẽ thiếu hụt 5,6 triệu bao trong niên vụ 2022-2023. Tính đến cuối tuần trước, tồn kho cà phê Robusta do ICE London chứng nhận và theo dõi cấp phát đã giảm 920 tấn, tức giảm 1,21 so với một tuần trước đó, xuống đăng ký ở mức 75.380 tấn, tương đương 1.256.333 bao, bao 60 kg vẫn đứng ở mức thấp 3,5 tháng. Hiện tượng vắt giá vẫn được duy trì minh chứng cho lo ngại nguồn cung trong ngắn hạn bị thiếu hụt. Giá tiêu hôm nay mùng 4 tháng 4, giá tiêu tại Mỹ kỳ vọng đảo chiều trong ngắn hạn. Giá tiêu hôm nay mùng 4 tháng 4 trong khoảng 63.000 đến 65.500 đồng mỗi kg. Giá tiêu tại thị trường Mỹ gần đây trầm lắng sau khi phép tăng lãi suất 0,25% với hy vọng giảm lạm phát hiện tiêu trắng mun to giao dịch ở mức 6.200 về mỗi tấn theo CF trong tháng 4. Tại tỉnh Đắk Lắk, Đắk Nông, giá tiêu hôm nay được thu mua với mức 64.000 đồng mỗi kg, giảm 500 đồng kg. Tại tỉnh Gia Lai, giá tiêu hôm nay ở mức 63.000 đồng mỗi kg. Trong khi đó tại Đồng Nai, giá tiêu hôm nay ở mức 63.500 đồng mỗi kg. Tại tỉnh Bà Rịa, Vũng Tàu giá tiêu hôm nay ở mức 65.500 đồng mỗi kg. Còn tại tỉnh Bình Phước, giá tiêu hôm nay được thu mua với mức 65.000 đồng mỗi kg. Giá tiêu hôm nay giữ ổn định so với cùng thời điểm hôm qua. Kết thúc phiên giao dịch gần nhất, cộng đồng hồ tiêu quốc tế (IPC) niêm yết giá tiêu đen Lampung, Indonesia chốt tại 3.584 USd mỗi tấn, giảm 2,23%. Giá tiêu đen Brazil Astan 570 ở mức 2.950 USd mỗi tấn. Giá tiêu đen Trinh. Malaysia Asta giữ mức 4.900 USD mỗi tấn. Giá tiêu trắng mun to 6.022 USD mỗi tấn, giảm 2,56%. Giá tiêu trắng Malaysia Asta vẫn ở 7.300 USD mỗi tấn. Giá tiêu đen Việt Nam giao dịch ở 3.225 USD mỗi tấn với loại 500g mỗi eo, loại 550g eo mức 3.275 USD mỗi tấn. Giá tiêu trắng ở mức 4.780 USD mỗi tấn như vậy ipc đã điều chỉnh giảm mạnh giá tiêu xuất khẩu của indonesia nhận định về thị trường tuần trước hiệp hội hồ tiêu và cây gia vị việt nam cho biết có phản ứng trái chiều khi một số ngoại hối tăng nhẹ so với usd cụ thể ở khu vực nam á giá tiêu ấn độ tiếp tục ổn định trong hai tuần qua trong khi giá tiêu nội địa sri lanka giảm trong tuần trước tại đông nam á giá tiêu indonesia giao dịch trong nước và quốc tế tăng từ tuần trước một phần nhờ vào sự gia tăng 1% của đồng Rupiah Indonesia so với USD, 15.079 IDR/USD trong khi lượng hàng tồn giảm. Ở Malaysia, mặc dù đồng Ringgit Malaysia tăng 1% so với USD, 4,42 m IDR usd nhưng giá tiêu đen nội địa Malaysia ghi nhận chiều hướng giảm, trong khi giá của các loại khác ổn định. Đối với trong nước, Hiệp hội hồ tiêu và cây gia vị Việt Nam nhận định giá tiêu nội địa ổn định trong tuần trước. Trong khi đó, Giá tiêu Việt Nam giao dịch trên thị trường quốc tế giảm sau 4 tuần ổn định. Hiệp hội Hồ Tiêu và Cây Gia Vị Việt Nam thông tin thêm, giá tiêu tại thị trường Mỹ gần đây trầm lắng sau khi phép tăng lãi suất 0,25% với hy vọng giảm lạm phát. Nhờ đó thị trường kỳ vọng đảo chiều trong ngắn hạn, hiện tiêu trắng môn to giao dịch ở mức 6.200 USD mỗi tấn theo CF trong tháng 4. Hồ tiêu từng được phí là vàng đen do lợi nhuận cao. Tuy nhiên, vài năm trở lại đây, loại cây trồng này kém dần lợi thế cạnh tranh do bị mất mùa vì biến động thất thường của thời tiết. Trước đây hồ tiêu thuộc tốt đầu về lợi nhuận, nhiều nhà vườn thu cả tỷ đồng ha tiêu. Thế nhưng, 3 đến 4 năm trở lại đây, thời tiết thất thường là nguyên nhân chính khiến năng suất hồ tiêu giảm mạnh. Cùng với đó, giá hồ tiêu liên tục giảm khiến nông dân đua nhau chặt bỏ cây trồng này vì thua lỗ. Phụ một năm nay đang dần kết thúc với đa số nhà vườn thua lỗ, sản lượng giảm, diện tích thu hẹp.